Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Quay trở lại với vấn đề của Hồng Kông, sáng ngày hôm nay Tòa Bạch Ốc cho biết họ đang theo dõi sát cái tiến trình hiện nay mà họ nghĩ rằng là phía Trung Quốc bắt đầu điều động binh sĩ kéo sát vào vùng biên giới của Hồng Kông. Đây là khu vực trên bản đồ và ở tại các nơi đó. Thưa quý vị, thực ra đó, kể từ khi mà giao trả Hồng Kông về lại cho Trung Quốc năm 1997 đó, và mặc dù ký với cái thỏa thuận là trong vòng 50 năm để giữ cho Hồng Kông có tự quản trị lấy đó, một đất nước mà có hai cái thể chế, thì phía Trung Quốc vẫn tìm cách gây ảnh hưởng chính trị đối với Hồng Kông cho tự do rõ ràng là một phần thôi. Và vì cái vấn đề bầu cử thì không thể nào người dân Hồng Kông được quyền bầu chọn cả, mà do phía Bắc Kinh. Và trong vài ngày qua, các cuộc biểu tình tiếp tục dữ dội, thưa quý vị, và cảnh sát của Hồng Kông càng ngày càng mạnh tay hơn nữa. Bản tin ghi nhận là cho đến giờ phút này, bên phía những người biểu tình của Hồng Kông, họ tuyên bố đó, là có thể cuộc biểu tình này sẽ kéo dài cho đến mùa Giáng sinh cuối năm nay luôn. Và một số những người kinh doanh đó, thì mới đầu thì họ còn chấp nhận được, nhưng mà càng ngày càng về sau đó thì những cái tiếng nói chống đối, bởi vì họ lo sợ mà nếu cái cuộc biểu tình mà tiếp tục kéo dài như thế này đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, từ vấn đề người du lịch đến vấn đề mà buôn bán ở trên đảo này. Hậu quả thưa quý vị là Bắc Kinh càng ngày càng giận hơn nữa. Và nếu quý vị theo dõi phần câu chuyện thời sự của chúng tôi vào thứ sáu tuần rồi đó, cho đến năm 2047, vâng, sẽ là thời điểm mà Hồng Kông sẽ được giao trả. Đến lúc đó thì một là Trung Quốc sẽ thực sự là gửi quân đến trấn áp và lực lượng công an, và họ sẽ áp đặt lên một cái lệnh thiết quân luật cho cả cái khu vực này. Những người trẻ hôm nay đi biểu tình đó, đến năm 2047, họ chỉ mới có khoảng 50 tuổi thôi, thôi. Cho nên lúc đó đó là những cái tuổi rất là chững chạc về vấn đề suy nghĩ. Thì ngay bây giờ mà họ đã xuống đường biểu tình rồi, thì cũng những người này, một là họ phải rời đảo quốc này, hai là họ sẽ bám trụ. Chắc chắn là như thế, bởi vì có tới hơn phân nửa người trẻ, hơn 3 triệu tới 4 triệu người trẻ, thì không thể nào nói là họ sẽ rời bỏ Hồng Kông được. Họ xem như là đất nước của họ. Nhưng mà họ không chấp nhận cái việc mà cái quyền tự do, nhất là ngôn luận và dân chủ của họ bị tước đoạt. Vì thế mà họ bằng mọi giá, họ nói rằng cái cuộc biểu tình ngày hôm nay không phải là chỉ chống lại những cái luật của bên phía Bắc Kinh, nhưng mà họ chống lại cái tình trạng mà họ muốn đó, không vượt qua năm 2047 luôn. Họ nói rằng họ muốn giữ được cái thể chế một quốc gia, hai cái chế độ này để mà giữ cho cái sự tự do của Hồng Kông mãi mãi về sau luôn. Đó là cái chuyện mà họ biểu tình. Nhưng mà thưa quý vị, một lần nữa Bắc Kinh không thể nào đồng ý chuyện này. Cho nên bây giờ chỉ là một cái nhóm lửa lớn. Họ không muốn để cái nhóm lửa này nó trở thành một cái hỏa hoạn cho cả cái khu rừng về sau này. Mà đó là lý do Bắc Kinh bắt đầu điều động binh sĩ tới đây. Phía Tòa Bạch Ốc họ đang theo dõi và chưa có tuyên bố gì chính thức. Mặc dù phía Trung Quốc nói rằng là một trong những cái nhóm lửa đầu tiên đó là từ phía Hoa Kỳ đã khơi động lên các cuộc biểu tình này. Vâng, thưa quý vị, quay trở về với những bản tin địa phương thì vào ngày hôm qua, Hội đồng thành phố Los Angeles họ đã bỏ phiếu và quyết định là sẽ tiếp tục
cái luật là sẽ gửi giấy biên giấy phạt cho tất cả những người nào mà sống ở trong xe hơi của mình và đậu những cái xe hơi đó ở những cái con đường gần nhà của dân cư nè, gần trường học, rồi các công viên hoặc là những nơi mà có nhà giữ trẻ thì đều không có được đậu cả. Thì được biết là trước đây có một cái lệnh tạm hoãn, nhưng mà vào đầu tháng này thì cái lệnh này đã bị expire, cho nên là ngày hôm qua thì hội đồng hết hạn. Dạ vâng, hết hạn, cho nên là họ đã phải bỏ quyết trở lại. Thì cái vấn đề đó thưa quý vị, đó là suốt nhiều tháng rồi có một số người dân mà chính những người này họ sống ở những cái con đường bị những cái chiếc RV này họ đậu, như là người phụ nữ mà trên hình quý vị thấy đó, là bà nói rằng bà có đứa con trai bị bắn chết cũng bởi vì là xảy ra tranh chấp với những người homeless ở trong những chiếc RV, mà đa phần cái vấn đề là liên quan đến drug thưa quý vị. Thì bà kể là cả gia đình bà suốt nhiều tháng sống không có yên bởi vì những người này đó thường xuyên đánh lộn rồi hút chích và làm ồn về đêm. Chưa kể là con nít đi qua đi lại, như các bé gái thì cũng không có người nhà, cũng không hề an tâm chút xíu nào. Và những cái người sống ở trong cái RV đó nó quấy nhiễu cuộc sống của những cái nhà xung quanh. Và những người dân này họ kể là chính mắt họ thấy là có những cái cán sự xã hội họ đi đến, họ offer help, họ giúp ghi danh vào những cái chương trình tìm kiếm việc làm, thì chính những cái người sống ở những cái RV này không chấp nhận và đuổi những người cán sự xã hội này đi thưa quý vị. Cho nên người dân họ nói là họ cảm thấy rất là bực bội khi tại sao họ phải sống mỗi ngày lo sợ và bị quấy rối như thế này. Thì được biết là khi mà hội đồng thành phố ra cái phán quyết đó, thì những người mà tranh đấu cho những người homeless họ đã biểu tình và dàn hàng ngang nhất quyết không chịu rời khỏi cái City Hall, và cuối cùng là cảnh sát phải bắt một người phụ nữ khi bà này bà tỏ ra quá khích. Thành phố họ nói rằng họ đếm được khoảng có 900 người sống trong những cái RV, nhưng mà thật sự cái con số thật nó cao hơn rất rất là nhiều, bởi vì có nhiều mấy ngàn luôn đó. Dạ vâng, khi mà thấy nhân viên của thành phố đi đếm thì họ bỏ chạy đi mất thưa quý vị, cho nên con số 900 này là không có đúng, nó rất là thấp. Nhưng mà được biết là cái luật này vẫn cần ông thị trưởng Eric Garcetti ổng ký thì mới có hiệu lực thưa quý vị. 900 là mới cái RV thôi, tức là xe di động thôi, còn xe hơi nữa. Dạ vâng. Quý vị đến Los Angeles, quý vị đi vào Hollywood sẽ thấy rất nhiều người ở trong xe hơi, và bây giờ ngăn cấm luôn. Cái số người trong xe hơi có thể lên đến cả mấy chục ngàn đó Thảo Yên. Chúng tôi là người có kinh nghiệm về cái vụ này, và rõ ràng những cái kẻ mà trích choác ma túy đó là những kẻ ăn cắp khủng khiếp. Kể từ khi mà Anaheim mới đầu còn cho phép người ta đậu cái tùm tùm ra hết đó. Và cái chuyện nó ăn cắp vặt nó xảy ra rất nhiều. Buổi tối đó mấy cái tên này đi vào trong các cái khu vực nhà đó, rồi đập cửa xe, rồi tìm cách vào để ăn cắp đồ trong xe. Nhưng mà kể từ khi mà Anaheim ra lệnh cấm toàn bộ đó, tất cả các xe này phải rời đi nữa, cái chuyện đó không thấy xảy ra nữa. Rõ ràng. Cho nên buổi tối khuya là bọn này nó cứ đi vòng để tìm cách nó mở cửa, nó chui vào, nó lấy được cái gì nó lấy đó. Đây là bức ảnh mà chúng tôi xin được khuyến cáo, rất là ghê tởm. Hình ảnh của nhà tù Brazil xảy ra vào hôm thứ hai đầu tuần. Ở bên dưới quý vị thấy cái gì không? Cái đầu. Đầu lâu. Cái đầu. Có khoảng chừng cả ít nhất là 7 cái đầu này. Và cái số người bị chặt đầu là 16, 17 người. Vào hôm thứ hai vừa rồi đó, một cái nhóm, nhóm A đụng với nhóm B. Mà cái chuyện này thường nó xảy ra trong các nhà tù lắm. Nhóm mà băng đảng A đụng với nhóm băng đảng B, nhóm băng đảng A đó mới nổi lửa đốt một cái nệm, cái da trải giường trong một cái khu biệt giam. Thế là nó khi mà nổi lửa lên thì lẽ đương nhiên có một số người chết ngộp rồi. Một khi mà nhà tù phải mở cửa ra, bọn chúng túa ra sân đó, thì bắt đầu hai bên giết nhau. Và sau khi giết nhau đâu cũng mấy chục mạng người chết đó, thì có những mà không biết làm sao vũ khí nào mà chặt đầu được mới ghê chứ. Họ lấy cái gì để họ chặt, hoặc là họ đã giấu con dao đó ở đâu đó rồi họ mới mang ra họ chặt. Nhưng mà cái kinh tởm hơn, để cho thấy rằng tại sao con người nó còn hơn là cả thú vật nữa, nhất là những kẻ băng đảng ở Brazil, Mexico. Mexico cũng tương tự như vậy thôi, khi mà họ nổi lên đó, những kẻ buôn ma túy đã giết người đó là nó chặt đầu, nó chặt xác ra. Thì ở đây cũng thế thưa quý vị. Không những vậy, mang những cái đầu lâu này lên
như là một cái phần thưởng chiến thắng. Những băng đạn của bọn A đó mới lấy ra chơi đá banh. Oh my. Yep, mang những cái đầu này ra để đá banh với nhau. Và có người đã quay được cái cảnh tượng này, thưa quý vị. Hôm nay thì tình hình đã được ổn định lại, bởi vì chiến thắng rồi, cho nên bọn này nó đã tiêu diệt được cái phe đối lập B đó. Giờ đây thì cái tình hình nó được ổn định, nhưng mà nó chỉ ổn định một thời gian ngắn mà thôi. Còn hầu như cái vụ mà đụng độ giữa các băng đảng với nhau xảy ra hàng ngày được. Nhưng mà cho đến giờ phút này, chính quyền Brazil nổi tiếng là tham nhũng nữa, chưa có cái biện pháp gì để giải quyết tình hình này. Mà thậm chí họ còn tuyên bố chứ, cái vụ này không phải là một cái vụ để mà tấn công vào hệ thống luật pháp nhà tù của Brazil, mà chỉ là tranh chấp giữa hai băng đảng với nhau mà thôi. Chính quyền đứng ở ngoài nhìn vào, bọn bay giết nhau thì bọn bay chết mà thôi. Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.